Đã gút rồi và để phơi nó ráo nè cả nhà. Bây giờ mình sẽ cho vô nước lá dứa nha. Mình sẽ cho tí xíu muối vô trong lá dứa cho nó giữ màu xanh. Lá cẩm nãy giờ nấu cũng khá là lâu rồi, tàn củi rồi, nó đã ra được cái nước màu tím rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Được rồi, bây giờ mình sẽ chắt ra nha. Tím rịm tìm sim, màu cực kỳ là đẹp luôn. Giờ mình sẽ chóc trái dừa khô này, đặng chút mình sẽ làm cái nước cốt dừa. Mình sẽ nhóm lửa để bắt cái nồi lên một chút xíu nữa, mình sẽ hấp xôi nha cả nhà. Lâu lắm rồi mới ăn xôi mít lại á. Hôm nay á, mình sẽ làm một mâm xôi mít siêu to khổng lồ luôn. dừa mình vừa chóc ra mình lấy mình nhúm lửa luôn, siêu tiện luôn cả nhà ơi. Không có gì tiện bằng mà mình ở vườn ở quê hết trơn á. Củi thì củi dừa nè, mình xài lá dừa nè, mình xài bắp củi đỡ tốn tiền ra nè. Giếng thì mình khoan nước giếng mình bơm lên mình xài nè, tiện lợi vô cùng. Bí quyết của mẹ mình mỗi khi hấp là mẹ mình sẽ để tắc với chanh vô chổng cho nó không đen cái nồi nha. Bít của cô đây cả nhà ơi, hôm qua là chính cái con sóc nó khoét lỗ cái cô hái nè, nay sẽ nè con bít sóc khoét lỗ nó cái cha cô hái vô rồi làm xôi ăn. Mẹ gọt kiểu này dễ lột quá hả mẹ? Ừ. Mít này là của cô là mít hồi xưa, không phải mít mới giờ. Mít mới giờ là mít Thái. Mít xưa này là của giống của ông cố nó tới giờ. Mít nhà mình là mít Việt Nam hả? Mít Nam. Không có mít Thái, mít ơ, mít đỏ. Mít nhập khẩu nha. Mít này là mít Việt Nam. Ăn ngọt như đường. Cái muối nó nhỏ. Đường. Ngọt như đường cát, mát như đường khoèn vậy các bạn ơi. Nó mà chín tới dữ lắm mà mình không hái vô là nó chèm nhẹp như mít ướt luôn hả mẹ? Ừ, nó rột ra nó tươm mật. Mít này ngon ghê. Như vậy vừa ăn nè. Sao nó không có mũ mẹ? Chín tới rồi nó không có mũ, còn sáng mũ. Lột gọt mít giống như mẹ mình dễ lột quá. Mẹ mình gọt mít như gọt trái cây vậy á. Giờ gọt cái cùi ra rồi gọt vỏ hết trơn luôn vậy nè. Rồi giờ mình sẽ ngồi mình lột ra. Giờ cô sẽ đổ nước cái màu ở dưới ra. Cái phần dừa nạo này mình sẽ chia làm hai phần. Nước cốt màu lá dứa trước nha. Mình dắt một xíu thôi đặng mà mình xào nếp á mọi người. Xíu đường thôi. Sau khi mà đường của mình tan hết rồi thì mình sẽ cho nếp vô luôn nha. Mình xào hơi hơi, mình đảo nhẹ nhẹ thôi để nó bể cái hột nếp của mình ạ. Cái hộp nếp của mình nó vừa trong lại là được nè cả nhà. Để đổ vô cái khăn này nha. Rồi. Đây. Đây. Nãy giờ sôi quá rồi. Để cho hơi nóng ra bớt đi rồi mẹ để vô. Nóng dữ lắm đó nha. 2, 3. sẽ dắt nước cốt cái màu tím. Dữ thôi, màu dữ rồi đó. Trong đây là chút chiêu muối chiếu thôi nha. Chặn giùm con đi. Bỏ vô 3 muỗng đường. Bật lửa lên. Tím quá, kiểu là tím riệm tìm sim. Mình xào cho nó thấm hết nước cốt vô trong cái hạt nếp như vậy là ok nè. Mình một màu thì cô sẽ trộn hoạt lựu, một màu thì cô sẽ trộn mít sợi. Mít Việt Nam sắc tới đâu thơm tới đó, nhạt nhào không thể nói nổi. Ngồng lỗ mũi nhạt nhào. Yeah. Nhạt đâu? Chắc chín không? Ok. Vừa ăn luôn á. Màu lá dứa này là màu lá dứa sự thật nha các bạn. Với tại cô mới ngâm trễ quá, tiếng mấy đồng hồ nó không có ra màu lá dứa đâu. Luôn rồi, chậm vô khui hè. Ơi chưa gì đó xối xối thấy này giống nhiều hơn kia quá ha. Xíu nữa ơi. Giờ cô sẽ dắt nước cốt. Giờ mình sẽ đổ nước cốt vô hắn nha. Chùa lại cái cặn dưới đít nè. Đó. Cho vô tí xíu muối nha. Cái này mà chan vô xôi ăn là ngon cực kỳ. Không, nó mới lền ngon ngon, nó không có kẹo lại. Nấu cỡ nào nó cũng lền hết đó. Vừa ăn rồi cô sẽ tắt lửa các bạn. Cái xôi này để cũng lâu rồi, bây giờ mình sẽ nhắc ra luôn nha. Quá trời ngon rồi. Trời ơi, hột nếp nguyên không? Đúng. Giờ sẽ trộn mít vô. Em sẽ lấy cái khuôn đổ rau câu nha. Em sẽ cho một lớp mít với một lớp xôi, một lớp mít với một lớp xôi, em sẽ nhận vô vậy. Ai mà ăn cục này là bằng hai cục xôi bình thường á. Tại vì em nhận vô vậy nè cho nó dính vô mà. Rồi bây giờ em sẽ khui ra nha. Đó, đẹp không cả nhà? Lớp mít, lớp xôi, lớp mít, lớp xôi. Đó, làm nhẹ nhẹ thôi nha, chứ mình làm mình vũ ra quá là nó văng mít ra luôn á. Đó, cái cục này thì là cái bông 5 cánh, cho nên là nó không, 5 cánh nó ẩn vô, nó không đẹp bằng cái cục bông 5 cánh lồi. Quá trời nổi bật công viên luôn. Đẹp tuyệt vời. Nhìn giống xoài quá vậy mẹ. Ấu quá không biết làm sao mà mình nhét cục xôi vô được đó mấy bạn. Kiểu nhỏ nhưng mà mình cố chấp nha. Nhỏ đó mình sẽ nhét giống vậy. Màu tím lá cẩm này công nhận nó đẹp thiệt sự luôn á. Nhưng mà nó đẹp thiệt sự luôn á. Lá cẩm nhà chồng. Lá cẩm nhà chồng. Nhứt cái nắp. Dạ không? Thì hai mẹ con mình đã làm xong cũng đã chiều luôn rồi cả nhà ơi. Giờ hai mẹ con mình sẽ dùng nha. Có bé Phú mới xuống, mình mới kêu xuống ăn xôi mít. Xôi mít à? Ừ, xôi mít á. Rồi Phú ăn được. Muỗng này để cho em nó cốt không? Nè lấy cái này gấp được. Cái này là vị lá cẩm, còn vị là vị lá dứa. Lá dứa hả? Cái này là cục xôi lá cẩm, cục xôi lá dứa, xôi mít lá cẩm. Xôi mít. Xôi mít lá dứa. Đúng rồi, xôi mít lá dứa. Và mời mọi người cùng ăn xôi mít. Hello, cô chứ Như làm xong cái mâm xôi rồi nè. Xôi lá cẩm với xôi lá dứa, hai thứ xôi mít. Cái đĩa thẳng đưa vô. Một xôi mít sắc sợ, một xôi mít sắc học lụ. Xong rồi mời các bạn con cháu trong nước ngoài nước thưởng thức cái mâm xôi này nha. Xôi mít. Nè, con ăn nào giúp ví dụ mình ăn cục này cái mình ghim vô vậy nè, cái mình để vô. Chèn cốt luôn hả? Cái mình thích ăn cái cục xôi mít, cái mình ghim cục xôi mít. Rớt ra không đây. Thôi mình bóc cái cục sơ mít. Đó, mình để vô đây. Giờ mình thích ăn cục màu xanh cái mình ginh cục màu xanh. Đó. Ginh cục màu xanh để vô đây. Sơ mít đó đây. Không, cho con cục sầu chị Chí vô. Cho này luôn không? Để trái hả? Trái. Em gửi lên. Quá ngon. Thấy cái này. Thấy đây cái này hẳn. Ok. Bây giờ thì mời mọi người hãy cùng mời mọi người hãy cùng thưởng thức xôi. Xôi bắp. Xôi mít. Ôi xôi mít. Wow. Xôi lá cẩm mít. Bắp dữ chưa? Xôi lá dứa mít. Mít nè, bắp dữ chưa? Lụ yên cái quá. Xôi mít hạt lựu. Xôi bắp. Xôi bắp hạt lựu. Xôi mít. Xôi mít. Sự luôn á. Dẻo không? Dẻo. Ủa sao nó chan tay trái mình nó ăn tay mặt này. Nó muốn chan tay nào chan. Cận hết cả tay. Thôi nào muốn làm được hả? Việc được hả? Tay phải chứ đâu thuận tay trái đâu. Cái tay trái rồi để chan nước rồi chan mắm rồi. Thôi lá cẩm này dẻo, ăn trong dưới nước cốt dừa béo cực kỳ ngon ghê luôn á. Giờ hồi nãy mình ngạo thêm 3 trái dừa nữa. Má ơi nó béo. Quá béo. Xôi này nó dẻo mà nó kiểu như nó còn nguyên hộp xôi á, bóng rất là ngon luôn. Lâu lâu làm mấy món xôi là ăn rất ngon các bạn. Ngon thiệt lắm. Tại hôm nay nhà cô có trái mít chín á. Ngon quá à. Cái cô làm xôi mít. Xôi lá cẩm với xôi lá dứa. Lá dứa tại vì cô ngâm trễ quá cái màu nó nhạt nhạt. Không có xanh lắm. Nhưng mà đúng là thơm, nhưng mà nó thơm. Nguyên chất. Thơm. Chú mít giòn giòn thật thật. Nồi rất béo. Được không? Được. Nước cốt quá. Cốt lên ăn, đưa rứa thêm không? Đổ vô. Dễ hơn không? Dễ quá hả? Đây. Nha. Sao? Ngon dữ hả? Ngon quá. Mới mít là phải cắn. Cái cục xôi này chứ nhiều hơn cái muối mít gấp 3 lần. Muối mít nhiều hơn nhiều. Các bạn thấy không? Trong muối mít. Xôi mít ngon quá. Nước cốt dừa béo dễ sợ. ăn con miếng cốt ha. Ăn cục á. Cốt khác trong này. Nữa rồi. Quên nữa trái mít nữa, ngày mai mình sẽ làm món gì? Nếu các bạn yêu thích thì các bạn nhớ để lại comment cho mình với mẹ biết nha. Mình với mẹ sẽ làm tiếp theo. Cảm xôi mít lá dừa. Rồi, mít. Tới đây dài cô cũng tạm dừng nha các bạn. Các bạn mà yêu thương, yêu thích cô với Như á, với Phú á, hay đăng ký cho cô Như Phú like nha. Đặng có động lực làm nhiều video mới nhất để cho các bạn xem nha. Yêu thương các bạn rất nhiều. Bye bye, bye.